Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc đảm bảo cung ứng điện năm 2023 và các năm tiếp theo. Trong báo cáo, EVN cho biết đã rất trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ ngành liên quan đến cung cấp điện. Tuy vậy, sự biến động rất nhanh của các yếu tố khó khăn trong giai đoạn tháng 4 và tháng 5 năm 2023 dẫn đến tình trạng thiếu nguồn, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc. Cụ thể, nước về các hồ thủy điện suy giảm đột ngột và kéo dài cho đến cuối tháng 6 năm 2023, dẫn đến sản lượng thủy điện bị thiếu hụt trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023 do nước về kém khoảng 2 tỷ kWh so với kế hoạch đầu năm, cộng thêm khó khăn về cung ứng than, một số tổ máy bị sự cố. Trong khi đó, phụ tải tăng nhanh từ giữa tháng 4 với công suất cực đại đạt 22.048 MW ở miền Bắc. EVN cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan trong việc phải tiết giảm điện trong thời gian qua để rút kinh nghiệm khắc phục trong thời gian tới. Thông tin thêm về việc điều hành, EVN cho biết đã xây dựng kịch bản linh hoạt ứng phó với khó khăn trong cung ứng điện, vì vậy việc cắt giảm điện đã được cải thiện.